Tôi tên là Đức, là chủ một doanh nghiệp. Vì tính chất công việc cho nên tôi phải thường xuyên tiếp khách, tiếp xúc với đối tác, uống rượu, bia, thuốc lá nhiều. Đó thì cách đây 2 năm thì tôi đi khám và phát hiện ra tôi bị đau dạ dày. Đó thì lúc phát hiện tôi bị bệnh thì tôi cũng chủ quan, lơ là và không đi chữa chạy gì cả. Mà đúng trong lúc đấy thì tôi đang mở công ty, thì do áp lực công việc rồi là tôi cứ nghĩ là xong công việc ở công ty thì tôi sẽ đi chữa bệnh. Thì đến một lúc thì tôi bị đau quá phải đi cấp cứu. Thì đến lúc đấy thì tôi biết là cái căn bệnh này là rất nguy hiểm và không thể chủ quan được. Thì tôi cũng có uống thuốc, và uống thuốc nhưng mà không đỡ hẳn, nó đỡ thôi nhưng mà không khỏi hẳn. Thì tôi rất buồn và chán nản, mệt mỏi. Thì vợ tôi có khuyên, bảo là thôi anh đi tìm việc khác, tuy ít tiền cho nó nhưng mà công việc nó nhàn hạ, đỡ vất vả. Tôi thì tôi nghĩ khác. Tôi là mình là đàn ông, là trụ cột chính của gia đình, thì tôi không thể là buông xuôi như vậy được. Cho nên tôi muốn lo cuộc sống cho vợ, cho con, cho ổn định, cho đàng hoàng. Thế là tôi có một lần tôi đi tiếp khách với đối tác, thì tôi bị đau. Thì đối tác có giới thiệu cho tôi một cái sản phẩm, đó là sản phẩm Dataki. Dataki thì bước đầu tôi nghĩ sản phẩm này thì nó nghe lạ tai, mà tôi chưa biết là như thế nào cả, không hiểu nó có tốt không. Đó thì tôi cất công tôi đi tìm hiểu, thì được biết là cái sản phẩm này được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, rất lành tính và an toàn, và đã đạt tiêu chuẩn GMP. Cho nên tôi an tâm tôi sử dụng. Và qua một tháng sử dụng thì căn bệnh đau dạ dày của tôi thì đã thuyên giảm dần và không còn mệt mỏi và chán nản như trước nữa. Đó, thì tôi lại sử dụng tiếp 3 hộp nữa thì bụng dạ của tôi rất là ổn và tôi khỏe khoắn hẳn. Tôi rất là phấn khởi. Tôi rất tin dùng sản phẩm Dataki. Nếu như bạn bè, đồng nghiệp có ai cũng bị căn bệnh đau dạ dày như tôi sẽ giới thiệu và chia sẻ để mọi người tin dùng sản phẩm. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.